cho tôi tìm lại giây phút xưa ngày xưa, thanh thang một trời mơ ước bao ngày thơ, trong khung trời đại hồng dấu yêu mộng mơ, Đà Lạt sương mờ vẫn còn trong niềm nhớ, bên hiên thả hồn tôi thiết tha trường xưa, quên sao hàng cây nghiêng liễu giữ tình thơ, như đang đợi chờ ai ghé ngôi trường cũ. Ôi Đà Lạt trong niềm nhớ vô bờ. Lớp sinh khóa 3 Đại học Đà Lạt cùng nhau thăm lại trường xưa, ôn lại kỷ niệm của tuổi 18 đến 20. Một số hình ảnh đẹp và ý nghĩa của các bạn lớp sinh khóa 3 Đại học Đà Lạt về thăm trường và du lịch Đà Lạt 20 đến 23 tháng 8 năm 2022. Đàm Hương Thủy. Xa nhau là nhớ, gặp nhau là cười. Chúng tôi, những cựu sinh viên nhiều nhiệt huyết mơ ước và hoài bão của một thời khó khăn nhất của đất nước, nhờ tuổi trẻ, nhờ ý chí, nhờ lòng dũng cảm niềm đam mê đã hun đúc và rèn giũa nên chúng tôi ngày hôm nay, nhờ môi trường khó khăn của cuộc sống nhường cơm, san sẻ áo ấm, đã tạo nên tình cảm gắn bó, không thể nào quên giữa các bạn cùng lớp, cùng trường Đại học Đà Lạt thời ấy. Hơn 60 năm một đời người, nhiều khó khăn hơn thuận lợi, bước đường chông gai trong thời kỳ hồi phục sau chiến tranh 1982-1990, những công việc làm khi ra trường còn trong điều kiện rất nhiều khó khăn, đồng lương lại quá thấp, chúng tôi phải lập nghiệp trong gian khổ mà thành công, cũng rất đáng tự hào. Thường xuyên có những kỳ họp lớp trở thành nhu cầu để được gần nhau, cùng thăm chơi kể những kỷ niệm về thời gian học ở ngôi trường đại học đẹp nhất nước và cũng lành nhất nước. Chúng tôi đã liên lạc kết nối nhờ tìm kiếm thông tin về nhau, nhờ Facebook, niềm hạnh phúc quá lớn khi được gặp gỡ nhau. Hôm nay cũng vậy, qua hơn 2 năm Covid không thể di chuyển, các bạn nam nữ từ các tỉnh thành đúng hẹn lại lên họp mặt tại trường, trước là thăm thầy chủ nhiệm lớp, các thầy trưởng bộ môn, và thắp nhang cho người thầy kính yêu và một người bạn thân cùng lớp vừa mới mất. Cuộc sống vô thường như thế đấy. Lý do gặp gỡ nhau lại càng nung nấu vì không biết năm sau và những năm sau có bao nhiêu người nữa, ai mất, ai còn. Giờ đa phần các bạn đã đến tuổi nghỉ hưu, đã có bạn có cháu nội ngoại, nên chúng tôi phải tranh thủ thời gian. Dù bao nhiêu tuổi đời, dù bao nhiêu trải nghiệm cuộc sống, dù mức độ thành công cao thấp khác nhau, chúng tôi vẫn tính cách ấy của mỗi người bạn ấy học cùng lớp không hề thay đổi. Người có tính cách sâu sắc, người xuề xòa dễ tính, các bạn đều rất cởi mở trẻ trung và hoặc bạc cười cười nói những câu chuyện không hồi kết thúc, vẫn như khi tuổi còn trẻ đôi mươi. PS, thật hạnh phúc và hẹn hò gặp lại nhé các bạn yêu. Ngày 22 tháng 8 năm 2022, tập thể lớp sinh khóa 3 đã đến tham quan cơ sở sản xuất rượu vang Vĩnh Tiến của bạn Huệ Lý khóa 3. Tất cả các bạn trong lớp sinh khóa 3 đều khen ngợi và thán phục sự đầu tư kỹ càng và tỉ mỉ đến từng chi tiết của khu du lịch này. Bên cạnh đó, đội ngũ nhân viên cũng rất nhiệt tình, lịch thiệp và thân thiện. Cả lớp cảm ơn bạn rất nhiều vì đã tiếp đón rất tận tình, chu đáo.
những ngày gắn bó có bao giờ quên. Đồi cao xanh bóng lá xưa thành phố ngàn hoa, khung trời tươi ánh nắng lung linh áng mây hồng. Đại học trên cao nguyên vươn lên cùng năm tháng, đẹp như đóa hoa tươi đêm sáng đời nương trăm miền đất nước chúng tôi về đây. Đường rộng tương lai ta cùng nhau tiến bước, trong gian khó ta càng lớn lên. Ôi năm tháng luyện rèn trong đại học là những ngày gắn bó có bao giờ quên. Đồi cao xanh bóng lá.